những thông tin nổi bật trên các báo sáng nay. Thưa quý khán giả, do mất việc bị giảm giờ làm vào dịp cuối năm, nhiều công nhân ở khu công nghiệp Bình Dương vừa qua phải tìm đường về quê sớm. Tuy nhiên, những doanh nghiệp sa thải công nhân dịp cuối năm chỉ là thiểu số, phần lớn dù hoạt động cầm chừng, nhưng các nhà máy vẫn tìm mọi cách để giữ chân người lao động. Từ báo Tuổi Trẻ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết gần 425.000 lao động bị ảnh hưởng, trong đó có 31.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng. Khoảng 30.000 lao động đang tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ không lương chờ việc, số còn lại chỉ thiếu việc làm. Còn trên báo Nghề nghiệp và Cuộc sống, vẫn có nhiều doanh nghiệp ở thành phố lớn tăng đãi ngộ để thu hút lao động dịp cuối năm. Dự báo từ nay tới cuối năm vẫn cần thêm khoảng 900.000 lao động phục vụ cao điểm sản xuất cuối năm. Điểm sáng là thị trường lao động việc làm đang phục hồi mạnh mẽ, nhưng khó khăn là vấn đề thiếu lao động chuyên môn cao. Còn tại tờ Thời báo Ngân hàng thì cho biết Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục cho vay và xem xét giảm lãi suất đối với các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường nhằm bảo đảm sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ cuối năm và Tết cổ truyền. Hy vọng bức tranh kinh tế năm sau sẽ phục hồi, mang lại nhiều đơn hàng mới cho doanh nghiệp, giúp người lao động ổn định thu nhập. Tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Quốc hội ấn định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm sau khoảng 6,5%. Dù còn nhiều thách thức và đứng trên nền cao của mức tăng trưởng năm nay, dự kiến khoảng 8%, nhiều chuyên gia vẫn khá lạc quan với mục tiêu này. Thách thức cũng chính là cơ hội cho các doanh nghiệp cũng như cả nền kinh tế. Theo các chuyên gia, giải pháp trọng tâm vẫn là chính sách tiền tệ và tài khóa để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các bộ chuyên ngành cập nhật về biến động và xu hướng của các thị trường xuất nhập khẩu lớn, kèm theo các đánh giá về cơ hội thách thức để doanh nghiệp có thể có kế hoạch thích ứng phù hợp. Còn bây giờ, chị Huỳnh Như tiếp tục với những tin nóng vừa cập nhật. Xin mời chị. Liên quan đến vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ, theo kiến nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ vừa xác nhận thực hiện quy trình kỷ luật các cá nhân. Ông Trần Phước Hoàng, Chánh thanh tra thành phố Cần Thơ, ông Bùi Xuân Thành, Thanh tra viên chính và 3 cá nhân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cũng bị kỷ luật cảnh cáo. Ủy ban Nhân dân thành phố đang tiếp tục quy trình xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Trần Phước Hoàng, ông Bùi Xuân Thành và các cá nhân liên quan. Về vụ án xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ cuối tháng 10 năm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Bùi Thị Lệ Phi và ông Cao Minh Chu, hai cựu giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan vụ án này còn có 18 người bị truy tố cùng tội danh, trong đó có Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group. Hành vi của các bị can được xác định gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 33 tỷ đồng. Còn vi phạm về đất đai tại dự án khu dân cư Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp tục có nhiều cá nhân vi phạm. Cơ quan công an quyết định khởi tố vụ án hình sự này. Trước đó, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai, trong quá trình triển khai dự án khu dân cư Bình Đa, Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Dofico có nhiều sai phạm trong thuê đất, gia hạn thuê đất, góp vốn thành lập doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư không đúng quy định. Liên quan đến những sai phạm này, còn có nhiều đơn vị và 12 cá nhân, trong đó có nhiều người từng là lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Theo hồ sơ, ban đầu, khu dân cư Bình Đa có hơn 200 căn nhà, với diện tích hơn 44.000 m², vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh tăng lên hơn 300 căn nhà, vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Mục tiêu ban đầu của dự án là làm nhà ở phục vụ cán bộ công nhân viên, nhưng sau đó là được chuyển qua loại hình nhà ở thương mại. Thưa quý khán giả, sáng qua, người dân được chứng kiến một chú cá heo kia gần 1,5 m, tầm 50 kg, bơi gần cầu cảng bãi biển Nam Hải, thị trấn Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Chú cá heo quanh quẩn nhiều giờ tại vùng biển gần cảng Cô Tô.
có thể chú lạc đàn khi kiếm ăn. Đây không phải là lần đầu tiên có cá heo xuất hiện tại vùng biển này, cho thấy việc cá heo đến gần vùng biển nơi có con người sinh sống là một tín hiệu đáng mừng về hệ thống sinh thái, môi trường biển ở huyện đảo ngày càng tốt lên. Khi trong những năm vừa qua, huyện Cô Tô đã và đang làm tốt công tác bảo vệ môi trường biển, bảo tồn hệ sinh thái, ngăn chặn khai thác tận diệt nguồn thủy hải sản ở Cô Tô. Đam mê bóng đá từ khi còn trẻ, đến năm 2014, Trung Lần làm thử chiếc cúp riêng cho mình, sau đó thì nhận được phản ứng tích cực từ bạn bè và người thân. Từ đó thì ông Nguyễn Văn Tám ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh bén duyên với việc làm cúp vàng mỗi dịp World Cup đến. Chính xưởng rộng khoảng 50m² của ông Tám trên quốc lộ 22 xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, dịp này đang vào mùa sản xuất. Cúp được ông tạo ra để làm quà lưu niệm, tặng cho bạn bè, đồng nghiệp là chủ yếu. Công việc chính của ông Nguyễn Văn Tám là chuyên về đồ họa. Với niềm đam mê bóng đá khi còn học trung học, ông tự mày mò sản xuất cúp bóng đá, để làm quà tặng cho các giải bóng đá xã ông sinh sống. Đến năm 2014, ông nghiên cứu sản phẩm cúp vàng World Cup đầu tiên bằng việc đã tham khảo nhiều hình ảnh tư liệu để chiếc cúp tạo ra có tính chân thật nhất. Dựa trên hình ảnh đó, ông Tám nặng thành công chiếc cúp như tỷ lệ thật, chẩn dạng trong vòng một tháng. Lúc đầu khi mà làm cái cúp này á, thì làm bằng thạch cao, làm bằng xi măng. Nhưng mà đến năm 2014 thì mới làm được cái cúp này bằng cái chất liệu là composite. Composite là một cái loại mà keo polymer pha với lại bột đá, rồi bắt đầu có chất chống rắn để mà nó đóng rắn lại để mình làm cái cúp. Cái ưu thế của cái cúp mà composite á là hầu như là bền, là độ bền coi như là vĩnh cửu rồi, ngoại trừ mình cố tình mình đập nó, mình phá nó thì nó mới hư thôi. Cái độ bền nó rất là cao và cái đường nét của nó là nó luôn là rất là đẹp. Ông còn làm cả chiếc cúp khổng lồ mang ra phố đi bộ Bùi Viện, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh để hòa cùng cộng đồng đam mê bóng đá cổ vũ tuyển Việt Nam vào năm 2018. Trước đây thì làm cúp là do cái niềm đam mê, nhưng mà khi xuất hiện trên ở ngoài xã hội rồi đó thì công chúng yêu bóng đá, yêu cúp rất là quan tâm. Nên là tới bây giờ thì ngoài cái chuyện mà làm cúp mỗi mùa bóng đá để mà tặng bạn bè, để mà tặng đối tác, thì còn có một khoản cúp để mà đáp ứng khi mà các bạn có nhu cầu muốn sở hữu nó. Sản phẩm của ông Tám tạo ra để ông tặng là chủ yếu, nhưng người đam mê bóng đá cũng có thể đặt hàng để ông sản xuất riêng với giá từ 800.000 đến 8 triệu đồng một cúp. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam cho sự kiện thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được ghi danh vào mạng lưới học tập toàn cầu của UNESCO, hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lễ khánh thành đường sách. Đây là đường sách đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long, chưa là đường sách thứ 5 trong cả nước. Đường sách thành phố Cao Lãnh được khởi công xây dựng hồi giữa tháng 9 tại công viên Văn Miếu với diện tích khoảng 2.300m². Nơi đây có 6 gian hàng sách, 2 gian hàng thư quán, 8 gian hàng văn hóa phẩm, lưu niệm, giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc trưng, một khu triển lãm trưng bày và tổ chức các hoạt động giao lưu tác giả tác phẩm, một gian hàng cà phê sách. Đường sách được kỳ vọng góp phần khơi gợi tình yêu sách đối với bạn đọc, tạo dựng tôn vinh và phát triển văn hóa đọc, nơi ươm mầm phát hiện những tác giả trẻ, trở đầu cho các tác phẩm mới, nơi tạo dựng về thói quen, cách thức đọc sách, niềm đam mê sách cho mọi người. Nghỉ hưu cách nay 8 năm, nhưng vẫn còn luyến lưu cùng bảng đen phấn trắng, nên người giáo viên này bao nhiêu năm qua vẫn luôn cần mẫn luyện nét chữ cho các em học sinh mà chẳng nhận một đồng thù lao nào. Nét chữ, nét người, tâm niệm như thế cho nên cô Châu Thị Hóa, hay là nhiều trẻ gọi với cái tên thân thương là cô Mười, luôn dùng cái tên để dạy viết và rèn nét chữ cho các em. Đỡ nhớ bảng đen phấn trắng, cô Mười nhận hỗ trợ hướng dẫn học sinh viết chữ. Đối với các cháu nhỏ chuẩn bị vào lớp 1, đến đây để làm quen cách cầm viết,
đối với các em lớn hơn thì rèn nét chữ cho đẹp. Tại vì Mười dạy cái này là từ lúc ở trong trường là Mười cũng thích cái phong trào viết chữ đẹp nè. Thành ra là Mười thấy mấy đứa nó còn viết chữ chưa được đẹp gì mấy đó. Rồi mình với Duyên nào mà quen đó thì đem lại dạy. Giờ con cháu hàng xóm nè, dạy nó để cho nó viết chữ đẹp, để nó tham gia phong trào dở sạch chữ đẹp. Rèn có họ mấy đứa học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, 5 luôn, để cho nó tham gia thi viết chữ đẹp. Lớp học của cô Mười được trả thù lao bằng những lời cảm ơn, những nụ cười đầy sự cảm kích và sự quý mến của các cháu. Mỗi buổi rèn chữ tại đây không bắt buộc về thời gian, các em tập luyện các nét chữ tầm từ 30 đến 60 phút. Dạ, con thấy nét chữ của con cũng tạm ổn hơn so với lúc đầu luyện. À, cụ thể là con sẽ thi viết chữ đẹp. Dạ, con luyện chữ ở đây từ năm lớp 2, tại vì bà Mười dạy đẹp hơn. Dù công việc không nhận thù lao, nhưng khi hướng dẫn các cháu, cô Mười rất nghiêm túc và kiên nhẫn. Cô hướng dẫn từng đường nét, cách viết, khoảng cách cho mỗi chữ, mỗi nét. Khi mà mình nghỉ hưu rồi đó, ở nhà cũng quá buồn. Có mấy bé này nó lại nó học thì cũng đỡ buồn, với lại cho đầu óc mình nó được hoạt động luôn. Cho mình không có thấy mình là già cả, rồi khi nghỉ hưu là mình cảm thấy mình bị già. Niềm vui là nó lại đây là mình dạy. Để nó khi nó mấy bé này mà nó thi đậu đó, thì mình cảm thấy là mình vui dữ lắm. Sự ân cần và chu đáo của cô Mười làm cho các em đến đây cảm thấy thoải mái. Cũng từ lớp học rèn nét chữ này, có nhiều em nâng cao được năng khiếu và tham gia đạt được các giải thưởng trong các cuộc thi dở sạch chữ đẹp cấp trường đến cấp tỉnh. Thiên chức của giáo viên là dạy chữ, trồng người. Kỹ năng và nhân cách của con người được hình thành từ những ngày thơ bé, nên trọng trách này càng đặt nặng trên vai người giáo viên mầm non. Thưa quý khán giả, đây là cô Lê Thị Thúy An, giáo viên trường mầm non Qua Trà My, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, người vừa xuất sắc đạt được giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương lần thứ 3 năm 2022. Giải thưởng đã chứng nhận cho sự cống hiến của cô trong sự nghiệp giáo dục, tình yêu mà cô dành cho trẻ là vô bờ bến. Kỷ niệm buồn vui đối với nghề á thì không thể nào mà mình quên được. Này có những lúc khó khăn thì có những anh chị bạn bè nè khuyên làm cái lương như vậy đó thì không có đủ sống thì nên là chuyển cái nghề khác đi, nhưng mà mình chưa thể nào mà mình nghĩ được, tại vì mình còn cái tình yêu nghề đó lớn. Nói chung là cái nghề mầm non thì rất là vất vả, nếu mà ai không yêu trẻ thì sẽ không làm được. Cô sẽ có thời gian khoảng 2 tuần để mà trang trí lớp. Rồi những cái chữ nè, những cái hoa nè, rồi những cái hình ảnh ở trên tường nào đó là các cô sẽ tự tay mình làm. Tại vì cái lứa tuổi này là nó thích chơi, nên nó là vừa học vừa chơi đó. Qua cái hình thức chơi thì mình mới giáo dục được các bé. Và nhiều khi dán những cái hình ảnh trên tường nè, là mình dán xong rồi là bé nhỏ mà nó xấy á, mình phải làm lại, mà mình biết cắt thủ công á thì nó rất là lâu. Vô tình là hôm đó cái bé đó nó chui vào cái góc học tập và nó lục lọi đồ, thì mình cứ nghĩ là bé nó nghịch. Thấy cái gương mặt của bé á, thì lúc đó là màu ở trên miệng nó rất là nhiều, là mình mới hiểu ra là bé nó đang tưởng tượng là nó ăn kẹo á. Có nghĩa là cái hoàn cảnh của nó rất là khó khăn, khi đi học là không có bánh kẹo, cho nên là nó phải tưởng tượng như vậy. Và mình cũng tự nhủ sẽ cố gắng để mà mình giúp đỡ em nhiều hơn. Đối với mình thì 11 năm qua thì cái nghề nó đã
ăn sâu vào trong máu rồi. Nên là bây giờ mà có kêu mình bỏ thì chắc mình cũng không có bỏ được nữa. Và chắc có lẽ là mình sẽ tiếp tục nói tiếp cái hành trình mà sự nghiệp chồng người của mình, đến khi nào mà mình làm hết nổi thì thôi. Giống như là cái lời bài hát vậy đó. Chưa từng làm mẹ nhưng mà em có một đàn con. Khi chưa sinh con thì bao người gọi em là mẹ.